Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị, các kỷ lục về nhiệt độ đã liên tục bị phá vỡ tại Đông Nam Á vào cuối tuần qua khi khu vực này đã ngột ngạt dưới đợt nắng nóng kéo dài hàng tuần, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người. Bất diệt cao nhất mọi thời đại được ghi nhận ở thủ đô của Việt Nam, Lào và Thái Lan. Các nhà khoa học từ lâu đã cảnh báo rằng các đợt nắng nóng sẽ trở nên tồi tệ hơn dưới tác động của cuộc khủng hoảng khí hậu do con người gây ra ngày càng gia tăng. Tại Việt Nam, thì nhiệt độ đã lên tới 44,2 độ C vào ngày 6 tháng 5 ở huyện Tương Dương, Nghệ An. Và theo nhà sử học thời tiết Massimiliano Herrera, đây là mức nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận trong cả nước. Và ở nước láng giềng Lào, thành phố La Prapang thì có nhiệt độ tới 43,5 độ C. Vào ngày 6 tháng 5, phá vỡ mọi kỷ lục quốc gia là 42,7 độ C mới được thiết lập vào tháng trước. Còn thủ đô Viên Trăng của Lào cũng đã phá lục mọi thời đại vào cuối tuần này với nhiệt độ là 42,5 độ C.